bắt kẻ được thuê với giá rẻ mạt để tạt sơn đòi nợ nửa tỷ đồng. Để đòi khoản nợ 500 triệu đồng và tiền lãi, chúng đã thuê Lộc liên tục đe dọa, tạt sơn để ép nạn nhân phải đưa tiền. Ngày 30 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Phan Văn Lộc, 29 tuổi, ngụ quận 11, đồng thời tiếp tục truy xét đối với Lưu Giai Trung, 50 tuổi, ngụ quận 5 để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Qua điều tra xác định, 2 năm trước, ông Dũng, 51 tuổi, ngụ quận 11, có vay của ông Trung 500 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận mức lãi suất 5% trên tháng và ông Dũng chuyển vào tài khoản ngân hàng của Trung. Tính từ khi vay đến đầu năm 2023, ông Dũng đã trả lãi định kỳ cho ông Trung, tổng cộng hơn 500 triệu đồng. Sau đó, ông Dũng gặp khó khăn và gần 3 tháng nay không chuyển trả tiền lãi nữa. Ông Trung liên tục gọi điện chửi bới để đòi nợ. Ông Dũng có hứa sẽ thu xếp bán đất và trả tiền vào tháng 9 năm 2023. Dù chưa đến hạn như cam kết, nhưng ông Trung liên tục đe dọa ông Dũng và thậm chí thuê đối tượng Lộc để tạt sơn, khủng bố tinh thần nhằm đòi nợ cho bằng được. Trong các ngày 22 và ngày 25 tháng 6, Lộc nhờ bạn chờ đến tận nhà ông Dũng để tạt sơn nhằm uy hiếp. Hai lần đó, ông Dũng không trình báo công an địa phương mà tự lau dọn hiện trường. Đến ngày 25 tháng 6, ông Trung gọi điện đe dọa thì ông Dũng hứa sẽ trả tiền. Lãi suất của tháng 4 và tháng 5 năm 2023 là 50 triệu đồng. Ông Trung chấp thuận, đồng thời dọa tiếp, nếu chậm trễ sẽ cho người tạt sơn lên đầu vợ của ông Dũng. Tới ngày 28 tháng 6, theo lệnh của ông Trung, Lộc chở bạn gái đến nhà ông Dũng lấy 50 triệu đồng. Tuy nhiên, Lộc vừa nhận tiền thì bị trinh sát hình sự công an quận 11 phục kích bắt giữ. Công an xác định Lộc dương tính với ma túy. Lộc khai báo được Trung thuê để tạt sơn vào nhà ông Dũng với tiền công là 2 triệu đồng. Hiện công an đang truy bắt nghi can Lưu Giai Trung để xử lý theo quy định pháp luật.